một cậu bé như thế nào mà có thể dọa con gấu quay đầu bỏ chạy. Thì ra sau lưng cậu bé có một con vật rất đáng yêu, chính là nó. Da xanh, cánh xanh, một con rồng xanh mướt. Đứng cạnh nó là con người. Tại sao con người lại sống chung với rồng? Câu chuyện bắt đầu từ mấy năm trước. Cậu bé tên là Pet. Một ngày nọ cậu và bố mẹ vào rừng thám hiểm. Bỗng có một con hươu chạy băng qua đường. Để tránh con hươu, chiếc xe đã bị mất kiểm soát và xoay vòng 180 độ. Chỉ có mỗi Pet may mắn sống sót. Một mình cậu đến khu rừng và gặp phải một đàn sói. Chúng dần dần tiến lại gần Pet và định ăn thịt cậu. May mà Elliot kịp thời xuất hiện. Cậu sẽ ăn thịt tớ à? Elliot cứu Pet và đưa cậu về hang của mình. Từ đó về sau, người và rồng nương tựa vào nhau mà sống. Elliot dạy Pet cách trốn tránh và sống sót trong rừng. Đương nhiên chúng cũng thường xuyên trêu ghẹo nhau. Cậu vẩy nước ướt hết người tôi trả lại cậu. Cậu chạy phía trước, tôi đuổi phía sau. Pet dần trưởng thành dưới sự bao bọc của Elliot. Dần dần cậu cũng học được cách gầm của rồng. Nhưng cuộc sống tĩnh lặng dường như không bao giờ có được. Một ngày nọ, khi họ đang chơi đùa trong rừng, Pet nghe thấy có tiếng động ở phía xa. Cậu chạy tới xem thì thấy có một con người giống y hệt mình. Có thể lâu lắm không nhìn thấy con người, cậu đã trốn ở một bên nhìn trộm người phụ nữ tên Lucky này và trộm mất la bàn của cô. Cậu dở ra nhìn, gia đình ba người giống y hệt gia đình cậu khi trước. Vào giây phút đó cậu đã rất buồn bã. Không lâu sau, có một đám công nhân đến nơi này chặt cây, trong đó có một người đàn ông đội mũ đỏ tên là Mark. Hắn bị đồng tiền che mắt, hắn tùy tiện chặt cây ở trong rừng. Lucky là người bảo vệ rừng, cô vội tới ngăn cản. Có một cô bé phát hiện ra Pet trốn ở sau một thân cây, thế là cô bé trèo lên cây theo Pet. Cô bé chẳng may trượt chân dẫm gãy cành cây và bị ngã xuống đất. Để cứu cô bé, Pet cũng ngã xuống theo. May mà cô bé chỉ bị thương bên ngoài. Có thể do tóc cô bé rất mượt, nên Pet mới vô thức sờ lên tóc cô. Cô bé thấy cạn lời với hành động của Pet. Lucky chạy tới, nhìn thấy Pet trần như nhộng, cô cũng rất bất ngờ. Cô quyết định đưa Pet về lại với của con người. Về thị trấn, Pet hoàn toàn không thể thích ứng với cuộc sống ở đây. Quần áo bó chặt ôm lấy người, chiếc vòng ghi số phòng bệnh buộc vào tay, còn có một quả bóng bay buộc cuối giường. Pet lại gần nhìn kỹ, hình như trong đầu cậu không có hình ảnh này. Cậu vỗ nhẹ vào quả bóng, ai ngờ quả bóng đàn hồi lại. Cậu vô cùng sợ hãi. Đối diện với con người, Pet càng muốn trở về rừng xanh. Cậu đến bên cửa sổ, mở cửa trốn ra ngoài. Môi trường khác lạ khiến cậu bỡ ngỡ, cậu càng chạy càng nhanh. Đối mặt với chiếc xe đang tiến lại, cậu cứ thế trèo lên dẫm qua, để cảnh sát không tóm được mình. Pet bắt đầu cuộc hành trình chạy trốn cực hạn của mình. Đầu tiên cậu nhảy lên xe buýt trường học rồi trèo lên nóc xe, rồi lại nhảy sang nóc một chiếc xe khác. Những hành động mang độ khó cao như thế mà Pet lại thực hiện hết sức dễ dàng, nhưng cậu lại bị một cánh cửa gỗ chặn lại. Mặc dù Pet có những hành vi cử chỉ kỳ quái, nhưng Lucky vẫn đối xử rất dịu dàng với cậu. Pet nói cho Lucky nghe về bí mật của rồng, nói với cô có một con rồng sống cùng với cậu ở trong rừng, nên cậu không hề cảm thấy cô độc. Nhìn thấy nụ cười tươi rói trên môi Pet, Lucky quyết định sáng mai sẽ chở cậu về rừng. Elliot tỉnh lại, không thấy Pet đâu, nó vô cùng lo lắng. Nó suýt nữa bị phát hiện khi đi tìm Pet. Một đám người cầm súng đến đây, nhìn thấy có một dấu chân cực lớn. Có một người phân tích, đây là dấu chân mới để lại trong vòng một ngày. Lần theo manh mối này, họ tiếp tục tìm kiếm và vô tình phát hiện một cái hang và một cái cây đã được cải tạo. Mark nhặt quyển sách dưới đất lên, thấy thế Elliot nổi cơn tam bành. Nó xuất hiện để dọa cho đám người kia bỏ chạy. Elliot tìm đến thị trấn, bắt đầu trò chơi mèo đuổi chuột. Nó đến bệnh viện trước, sau đó đi theo một chiếc xe đến nhà Lucky. Nó nhìn thấy khung cảnh đầm ấm giữa Pet và gia đình Lucky từ cửa sổ. Nó vui mừng khi tìm thấy Pet, nhưng cũng cảm thấy lạc lõng. Giây phút đó nó đã hiểu, đây mới là cuộc sống mà Pet nên sống. Elliot nén nước mắt rời đi. Nó lặng lẽ bay về khu rừng. Trong một thị trấn thần bí, có một ông lão rất thích kể chuyện về khu rừng có con rồng. Ông ta đã kể câu chuyện này cho nhiều người nghe, nhưng không ai tin. Con gái Lucky vì muốn xác nhận lời kể của bố, nên đã quyết định đưa Pet về lại rừng. Gặp con rồng xanh trong truyền thuyết, ở đây họ đã nhìn thấy nó, một con rồng khổng lồ màu xanh. Bỗng nhiên, súng mê bắn thẳng vào người Elliot. Mark và vài người nữa xuất hiện. Pet nhìn Lucky, người mà mình tin tưởng nhất lại phản bội lại mình. Pet hận Lucky. Lucky vội vàng khuyên ngăn, nhưng Mark chỉ muốn kiếm tiền, anh ta không thèm để tâm. Tiếp đó lại là mấy mũi thuốc mê bắn vào người Elliot. Elliot cố sức vùng vẫy, nó bay lên trời rồi lại ngã mạnh xuống đất. Thuốc mê đã có tác dụng, Mark chở nó về nông trại. Nhiều người biết sự có mặt của Elliot, cảnh sát cũng muốn nhìn con rồng xanh trong truyền thuyết. Một khi con người biết được sự có mặt của Elliot, thì đợi chờ nó sẽ là cực hình tàn nhẫn. May mà mấy người bạn của Pet kịp thời đến nơi, mở khóa cho Elliot và dẫn nó xông khỏi nhà kho, chạy về rừng. Mark theo sát phía sau. Thuốc mê đã mất tác dụng với Elliot, nó phẫn nộ tấn công con người. Pet không đành lòng, bèn khuyên Elliot đừng làm hại họ. Thời khắc nguy hiểm, Elliot đỡ lấy chiếc xe của vợ chồng Lucky. Bỗng cây cầu bị nứt, Elliot và vợ chồng Lucky bị rơi xuống vực. Khi mọi người ngỡ họ sẽ chết, Elliot dẫn theo vợ chồng Lucky bay lên. May mà không sao. Pet và Elliot quay lại rừng. Khu rừng đã bị phá hoại. Pet biết rõ, nếu tiếp tục sống với Elliot, cậu sẽ gây nguy hiểm cho nó lần nữa. Thế là Elliot cổ vũ Pet dũng cảm quay về với cuộc sống của con người. Cho dù có bịn dịn cỡ nào họ cũng phải chia cách. Người và rồng ôm chầm lấy nhau khóc. Cuối phim, Pet về sống với con người.
Elliot cũng có gia đình của nó. Những tháng ngày bên nhau giữ sâu trong lòng. Vẫn là con rồng đó, vẫn là đứa trẻ đó. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.